Ở dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, trước khi ta hóa thành xương khói hay là đám lá mục nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tan, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn. Tận cùng thế giới là gì? Đâu có ai mà biết được những hóa đơn và trách nhiệm làm giấc mơ ta khiếp nhược. Ta không muốn những ngày trẻ trở nên gầy gò xanh xao. Ta muốn là cánh chim nhỏ giữa bầu trời trong xanh treo. Trong mắt của rất nhiều người, ta rất điên và rất ương bướng, lấy đam mê làm ánh mặt trời để tâm hồn này không mất phương hướng. Ta đi theo bóng mặt trời từ hạ tới hay đông về qua. Khi những đam mê còn nồng cháy thì con đường đó sẽ không hề xa. Bóng mặt trời trên những con đường xa anh rong ruổi, thà làm con kiến tự do còn hơn là chúa sơn lâm ở trong củi. Anh muốn khi anh hết trẻ ngồi nhìn bầu trời xanh biếc cuối chiều, bên hiên nhà ly trà ấm, trong tâm tư không tiếc nuối nhiều. Rồi anh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư được vẫy vùng, và ta sẽ cùng mở nhạc giữa rừng xanh và nhảy cùng. Là đâu đó giữa chập chùng núi và non kia, nằm trên đồi hút điếu thuốc và ở trong túi là lon bia. Trắng. Chân đạp lên mặt trời, mưa thì cười và má hay nắng. Những nụ cười làm cho lòng đang bộn bề bộn hóa ngay ngắn. Lên trên này thấy các em, anh mới thấy mình quá may mắn. Mặt trời vàng như trứng chiên, khi mà em đứng thẳng núi và đồi phải đứng nghiêng. Con đường quanh co quá, em cho lượng như cánh chim. Mai sau lớn em bơi giữa đời, em bơi khỏe như ánh viên. Dù không còn là học sinh, anh thấy mình vẫn còn phải học hành. Như cây mọc lên từ đất, phải đủ chất thì nó mới mọc cành. Học cách bỏ thêm hạnh phúc, để cành đó mọc ra những điều lành. Vì nghĩ số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành. Nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà dũng khí thì không thể nào nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Yo, không thể nào mà nhỏ được. Kìa mây mây ngang đầu, kia núi núi lo nhỏ, cùng em trên con đường đường bé xíu quanh co, băng qua những ngõ
các em ăn. Dù anh không là đầu bếp giỏi, cũng là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. Ăn thử những vị khách nhỏ, ăn hết sạch những đồ ngon thơm, vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. Nấu cho các em ăn, em lấy xích nhặt từng con chữ. Khi có tri thức em thấy con hổ không còn hung dữ. Và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà. Lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm rà. Tụi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. Tụi mình nhìn các em để biết những gì mình cần, những gì mình có. Tụi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái bụng về chiều. Tụi mình tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận về nhiều. Vì cho đi những nụ cười, những buồn phiền sẽ trôi rất xa. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Gấp đôi gấp ba. Em thấy bầu trời, em thấy núi đồi, mặt hồ trong veo, mong chân sẽ cứng và đã luôn mềm trên mỗi con đường. Từ ngày em qua, mặt trời trong trái tim hồng vang trong lòng một tiếng gà trưa. Mong cho cây lá lên mầm, mong cho trời thuận gió hòa mưa. Xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng. Chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy. Việt Nam. Bức tranh đẹp ngờ là tiền cánh núi nghiêng mình yêu thương cao nguyên đa sang mừng kỳ vi. Mùa tháng ba lòng mãi thôn thương tiếng khen nơi xa mai ngút ngàn đường hạnh phúc nghĩa tình hoa máu má bi lèn hùng vĩ non sông. Sang ơi sao mà yêu thế lúa vào mùa xây cá thi nhân cô gái mèo thổi hồn vào đất tam giác mạch hương sắc nghiêm trời. Hà Giang ơi sao mà nhớ thế câu vai về ai nhớ tương tư thứ mảnh đất nên thơ chất phát thương quê hương cực bắc. Mùa tháng ba lòng mãi thôn thức tiếng khen nơi xa mai ngút ngàn đường hạnh phúc nghĩa tình hoa máu má bi lèn hùng vĩ non sông. Hà Giang ơi sao mà yêu thế lúa vào mùa xây cá thi nhân cô gái mèo thổi hồn vào đất tam giác mạch hương sắc miên trời. Hà Giang ơi sao mà nhớ thế khâu vai về ai nhớ tương tư mảnh đất nên thơ chất phát thương quê hương cực bắc yên bình. Hà Giang ơi sao mà yêu thế lúa vào mùa xây cá thi nhân cô gái mèo thổi hồn vào đất tam giác mạch hương sắc miên trời. Hà Giang ơi sao mà nhớ thế khâu
về ai nhớ tương tư. Thương mảnh đất nên thơ chất phát, thương quê hương cực bắc yên bình. Thương mảnh đất nên thơ chất phát, thương quê hương cực bắc yên bình. Lấy Hà Giang nắng hồng gọi máy, bức tranh đẹp ngỡ là tiền cánh. Núi nghiên mình yêu thương, cao nguyên đa sang bừng kỳ vi. Mùa tháng ba lòng mãi thôn thức, tiên khen nơi xa mai ngút ngàn. Đường hạnh phúc nghĩa tình hoa máu, Má Bi lèn hùng vĩ non sông. Hà Giang ơi sao mà yêu thế, lúa vào mùa xây cá thi nhân. Hà Giang ơi sao mà